Ngày thứ 5 vệ sinh nhà máy thiết bị điện Đông Anh của T3H Việt Nam Cần Ninh sẽ như thế nào? Xin chào anh chị. Hôm nay ngày 27 tháng 2 2024, T3H Việt Nam sau những ngày bị dọa, bị dục tiến độ thì hôm nay công việc vệ sinh vách nhà máy cũng hòm hòm 80% rồi. Chỉ còn ngày mai nữa là T3H Việt Nam sẽ hoàn thiện khâu vệ sinh nhà máy để bàn giao cho bên Sơn Epoxy chuẩn bị sơn nền nhà máy. Thật sự T3H Việt Nam rất vui vì những ngày cố gắng suốt những ngày qua, đi sớm về muộn rồi làm vất vả mệt nhọc vẫn cố gắng để chạy cho kịp tiến độ nhà máy. Thật sự cảm ơn đội anh Thắng và đội cô Toán đã hỗ trợ T3H Việt Nam để hoàn thành 50% dự án nhà máy thiết bị điện Đông Anh giai đoạn 1. Nếu anh chị nào xem được video này mà có cần đội vệ sinh uy tín thì gọi cô Toán Đông Anh nhé. Còn nếu cần con trai làm đu dây hoặc vệ sinh bơm keo chống thấm hay làm việc trên cao thì có thể liên hệ anh Thắng nhé. Chúc cho anh Thắng và cô Toán luôn có thật nhiều công việc để làm cả năm không hết nhé.